xin chào tất cả các em. Và các em ơi, lâu rồi thì chị Nhung và bạn Thiên Thư không có đi ăn khuya cùng nhau. Và nhà cũng không có ai cả, nên là hai chị em mình quyết định đi ăn khuya. Cho các em biết là mấy giờ không? Thì Nhung sẽ cho em xem nha. Đây, bây giờ là hơn 12 giờ rồi. Và không biết ở ngoài đường bây giờ còn bán cái gì nữa. Bây giờ các em hãy cùng chị Nhung và bạn Thiên Thư đi xem và khám phá thử ở ngoài đường bây giờ còn bán món gì và ăn khuya cùng với hai chị em mình nha. Việc đầu tiên thì bây giờ chị Nhung phải đi xuống phòng và kêu bạn Thiên Thư. Không biết là Thiên Thư có ngủ hay chưa, hay là đợi chị Nhung nữa. Thôi chị hai đi mình nha. Bye bye. Đây, và các em thấy không, đồng hồ đã hơn 12 giờ rồi. Và Thiên Thư bây giờ không đi, thì bây giờ chị Nhung sẽ đi một mình. La la, bye bye. Tại vì Thiên Thư không đi thì chị Nhung phải đi một mình thôi, chứ giờ biết sao giờ đúng không nè. Nhưng mà chị Nhung suy nghĩ một điều là không biết một lát nữa có cái đuôi nào chạy theo mình hay không. Rất tối em ơi. Đây là chiếc motorbike của tối nay chị Nhung sẽ bay thật nhanh để đến. Tại vì ở ngoài đường khuya rồi, cũng rất là sợ. Đi một mình thì cũng không biết làm sao nữa, cũng lo lắm các em ơi. Và các em hãy cổ vũ chị Nhung nha. Ủa, gì vậy? Thiên Thư xuống rồi các em ơi. Sao, có đi ăn không? Sao vậy? Ủa, nó không ăn mà. Vậy hả? Không nhớ người dễ lừa. Yeah. Ok, mẹ đi ăn chị Nhung nha. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi thôi nha các em. Let's go. Ủa sao? Ê, giống bánh xe mềm quá vậy. Giống bánh đi rất sẵn, bây giờ đừng nói bẻ bánh xe nha. Tổng quá. Ủa, đi xuống xuống. Cũng chị Nhung nữa. Các em ơi, hiện tại thì chị Nhung đang đứng ở quận 7, cái khu mà chị Nhung và Thiên Thư hay ăn nhất. Mà khi đến đây thì các em thấy không, người ta đã dọn vô hết rồi, người ta rửa dọn hết rồi. Các em ơi, xe cá viên chiên nè cũng đang được rửa. Và đường thì các em thấy không, tối thui và tắt đèn hết. Và cái quán cá viên chiên mà chị Nhung hay ăn đối diện á, bây giờ người ta cũng đóng cửa luôn rồi. Và tại sao hai chị em mình lại đứng đây? Do là không có quán nào ăn nên là bạn Thiên Thư phải lên Google và search để tìm quán ăn gần đây để hai chị em mình ăn. Đói quá các em ơi. Các em ơi, đi lòng vòng lanh quanh thì bây giờ cuối cùng có một quán mà hai chị em mình đã ăn rồi. Nhưng mà lần trước thì mua về nhà, không có ăn tại chỗ, nên hôm nay sẽ ăn ở ngoài đường luôn. Nhìn xe chạy ha, đây là phố ăn vặt. Dạ anh ơi, còn cái gì vậy anh? Còn ít hả? Em sợ là khi đến đây là đã hết rồi, nhưng mà còn là mừng lắm rồi anh ơi. Rồi anh lấy cho em ba bò. Nói chung là ở trên này thì mình lấy xúc xích nè, bò với tôm. Còn này là gì anh? Bánh sữa. À, bánh sữa hả? Rồi lấy hai cái bánh sữa, một cái phô mai que. Có gỏi xoài gì không anh? Gỏi mực hay là gọi em ăn gỏi bạch tuộc? À, em ăn gỏi bạch tuộc đi anh. Rồi có gỏi mực nữa hả? Lần trước em ăn rồi hả? Trời, anh nhớ em luôn á hả? Nhớ luôn á anh. Trời vậy hả? Rồi. Rồi thôi anh cho em gỏi bạch tuộc đi. Hôm nay chị Nhung sẽ ăn gỏi bạch tuộc nha các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng ra bàn để thưởng thức món ăn thôi. Và mình sẽ kêu nước. Không biết ở đây nước bán gì anh hả? Dạ, có menu. Có menu. Ồ, rất là nhiều luôn. Có trà đào đó nè, trà đá xay. Đây, rất là nhiều món ha. Có giá sẵn luôn các em ơi. Bây giờ chị Nhung sẽ đem ra cho bạn Thiên Thư chọn. Buổi tối mà ngồi ăn ngoài đường là rất vui đúng không? Đó, Thiên Thư ơi, Thiên Thư chọn nước đi. Thiên Thư chọn đi. Phối outfit rất là swag và những cái đẹp mình ai cũng quên mùi cho khu mình đang rất là nhục cho mình đây. Trời đất ơi, đi ăn mà người ta ai nhìn mình đâu em. Sao mà em có thể em có thể để ý dữ vậy? Thôi lo ăn đi, tập trung ăn đi, đói quá. Ok, đây là cái áo sweater và một đôi dép lào. Và chị Nhung thì cũng không thua kém gì, một đôi dép lào luôn. Rồi chọn được chưa? Sao lâu quá vậy? Rất là nhiều nước ha. Chị Nhung là chị chung thủy với trà đào, rất là dễ uống và ngon. Và món đầu tiên là gỏi bạch tuộc này các em ơi. Thiên Thư ơi, mình sẽ ăn kiểu khum xuống nha, chứ không có được
vỉa hè mà, đúng không bạn? Bạn thích gỏi mực bạch tuộc không? Rất là ngon ha, xoài. Ờ, cầm lên đi. Mà chị Dung nói quá nhiều các bạn. Mình phải nói cho các bạn biết đây là món gì, để có nhiều khi các bạn đến đây ăn các bạn còn biết món nào ngon, món nào dở với em. Rồi bây giờ chị Dung sẽ ăn trước cái một cái miếng bạch tuộc chiên đây. Ủa nóng quá em ơi. Rất giòn phải không? Cắt miếng gỏi đi. Ngon quá à. Lạ quá. Lạ không? Ngon ghê á. Em ơi, khi mà đến đây mình ăn cái món này đầu tiên thì mình sẽ cảm giác là không bị ngán nha. Thư Hương ăn thấy sao? Chị Thư rất là thích sầu chua. Mà chị Nhung cảm giác là trong này người ta cho một ít mắm đường á Thiên Thư, nên là rất là vừa ăn luôn á. Em thấy cái này làm lạ. Ngon ha. Vô chỗ nào lạ vậy? Ừ, đúng rồi. À và đây, cái viên chiên đã ra rồi, chương ớt ha. Đây là xúc xích. Ngon quá. Và đây là chiếc phô mai que. Chị Nhung kêu một cái thôi mình phải ăn liền các em biết không, thì nó mới chảy ra đó, rất là đã luôn. Bây giờ chị Nhung sẽ ăn một miếng và một miếng còn lại thì để dành cho Thiên Thư. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ ăn cá viên chiên. Cá viên chiên cái này nè. Không phải bò viên em ơi, không phải cá viên. Bò viên với tôm hết cá viên rồi. Dùng hay quá, nhưng mà hết rồi hả? Đâu phải dùng mà hết, mà người ta bán hết. À vậy à. Vậy ăn bò viên đi, thử coi ngon không. Ở đây thì chị Nhung thấy là người ta bán khá ngon, nhất là những cái gỏi xoài của em. Hôm nay thì chị Nhung đã ăn thử cái món gỏi xoài bạch tuộc. Hôm bữa thì đã ăn gỏi xoài mực, mực xé đó. Hôm nay là ăn bạch tuộc. Và cảm giác đầu tiên chị Nhung khi ăn món bạch tuộc thì cảm thấy rất là lạ. Tại vì những cái miếng bạch tuộc người ta chiên, người ta lăn bột với em biết không? Khi mà ăn vào thì cảm giác rất là giòn. Với lại thêm cái là xoài nó chua chua ngọt ngọt nữa nên cảm giác rất là ngon. Đó, đây là chị Nhung nghĩ là khi mà muốn ăn khuya thì chị Nhung sẽ chạy ra đây. Tại vì ở chỗ này người ta bán rất là khuya, không có sợ hết. Còn những chỗ khác ta bán tới 11 giờ là ta nghỉ rồi. Đó, rồi giờ hai chị em mình đang đợi hai món nước ra. Khi mà ăn món này thì phải có nước kèm vào thì mới ngon. Thiên Thư ăn rất là khí thế luôn ha. Và bây giờ chị Nhung sẽ ăn cái món này. Món này nãy giờ để đây để cho nó nguội, các em nãy nóng quá hai chị em mình ăn được có một miếng thôi. Nhưng thấy là cái phần gỏi bạch tuộc nó rất là nhiều luôn, xoài cũng nhiều mà bạch tuộc cũng nhiều nữa các em. Ngon quá. Và người ta vào cũng rất là đông nha, dù là đã khuya rồi nhưng mà ở đây rất là đông và nhộn nhịp, thấy rất là vui các em. Ngon thiệt luôn á. Chị Nhung rất thích ăn xoài, mà gỏi xoài nha, đặc biệt là gỏi xoài. Và nước cũng ra là để các em thôi. Đây, trà đào của Chị Nhung. Ở đây là cúc xay nè, cúc kỳ đá xay của Thiên Thư nè. Ở trong này Chị Nhung thấy là có rau câu nữa nè, có thạch nè Thiên Thư. Nào Thiên Thư ăn thử coi, uống và ăn thử nha. Mistaro. À, Mistaro đúng rồi. Chị Nhung cũng không hiểu cái tên này có nghĩa là cái gì nữa, nhưng mà thấy là ở bên trong rồi, nhiễu vào áo Thiên Thư rồi. Ngon không? Ngon dạ. Hút vào kiểu giống như đá xay á Thiên Thư. Rồi bây giờ chị Nhung cũng sẽ thưởng thức cái ly trà đào của chị Nhung đây. Trời ơi, trà đào ngon quá các em ơi, nhất là những miếng đào nằm ở bên trên rất là hấp dẫn luôn. Giòn quá. Thiên Thư muốn ăn không? Cho rồi. Miếng hả? Thiên Thư uống ly của Thiên Thư được rồi. Thạch này các bạn ơi. Ờ, ngon. Chẳng biết là thạch gì đó. Rồi, ăn đi, ăn thạch không? Không ăn không? Trời, các em thấy không? Chị Nhung và bạn Thiên Thư cũng đã ăn gần hết rồi nè. Ngon hả Thiên Thư ha? Đó, các em thấy không? Ngoài đường xe chạy tấp nập luôn. Và các em ơi, hôm nay thì các em đã thấy bạn Thiên Thư rồi đó. Hết bệnh rồi nên là xả vàng đi ăn với chị Nhung luôn. Thấy Thiên Thư ngồi đây là biết Thiên Thư khỏe rồi đó. Đây cũng là một câu hỏi của rất là nhiều bạn hỏi chị Nhung, mà Thiên Thư hết bệnh chưa? Đó thì hôm nay là Thiên Thư đã đẹp gái lại rồi nè, hết bệnh rồi. Đó, quẩy đi Thiên Thư. Các em biết không, đi ngoài đường thì anh em rất là lạnh, nhưng mà vào đây á, được ngồi đây mà ăn những cái đồ nóng thì cảm giác là ấm lòng lắm các em. Rất là ấm luôn.
luôn. Và chị Nhung nghĩ là nhưng mà một lát á, đi về á, mới là sợ nha. Đi về hả là lạnh teo luôn á. Đây bị uống nước lạnh nè, đá xay rồi thấy chưa. Rồi nào là trà đào nè. Đó. Trời ơi, 1 giờ rồi mà các em coi là khách vẫn còn vào ha, rất là đông luôn. Và hai chị em mình ngồi đầu bàn luôn nè. Đó. Quán ăn ngày hôm nay rất là đông. Mấy giờ rồi? Lại đó là 12 giờ rồi. Trời ơi, gần 2, gần 1 giờ rồi. Nó lộn cho nó lại gần 1 giờ. Chết rồi, gần 1 giờ rồi các em ơi. Mình đã ăn hết trái di chiên rồi, bây giờ thì còn chị Nhung thôi các bạn. Chị Nhung cũng gần hết rồi nè các em ơi, chỉ còn một chút xíu thôi là hết rồi. Là chị Nhung không thích ăn rau răm nên là chị Nhung sẽ để lại rau răm cho sếp. Cái dòng giò các em cảm giác ăn rất là đã miệng mà ăn cái muốn ăn hoài. Và sau gần một tiếng đồng hồ thì tất cả đã hết rồi các em ơi. Cái nước của chị Nhung cũng hết và Thiên Thư uống cũng gần hết luôn. Và các em ơi, hôm nay thì hai chị em mình cũng đã đi ăn khuya theo lời yêu cầu của các bạn và cũng đã cho Thiên Thư một bữa ăn rất là ngon rồi, coi như là mừng ngày Thiên Thư hết bệnh đó các em. Bây giờ chúng ta sẽ tính tiền và ra về nha. Chị Nhung nghĩ là cái video này các em sẽ thích, và nếu thích thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh hai chị em mình để chị Nhung ra thêm nhiều video clip nữa nha. Và bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại. Chị Nhung love you. Nhưng mà bây giờ phải tính tiền rồi mới được về. Và đây là con số may mắn của mình, 89 nha các em. Chỉ có 89.000 thôi mà ăn rất là ngon luôn. Rồi, sau chỉ 15 phút là hai chị em mình đã về đến nhà. Bây giờ chị Nhung đang hạ cửa xuống và để lên đi ngủ đó các em. Trời ơi, chưa tắt đèn Nhung thư xếp. Để tắt đèn cho Nhung thư xếp cái đã. Chừng còn lắm. Cái gì vậy? Cái gì mà ổn vậy? Đây là khi hai chị em mình đi trên một con đường quá là lạnh và chị Nhung chạy quá là nhanh. Ôi, con kẹt chị Nhung chạy với em ơi. Ồ, quá trời luôn Thiên Hương. Tưởng mà nó khét luôn á. Gió quá. Thôi đi lên ngủ em ơi, 1:30 rồi. Hai bé ngủ cũng rất là say luôn. Rồi bây giờ mình vô đánh răng nha mấy bà ơi. Đánh răng, ngủ luôn rồi, đánh răng đi, đi xong răng bây giờ. Nói chung là hai chị em mình đi ngủ, đánh răng xong đi ngủ. Các em mời bye bye các em nha, chúc em ngủ ngon. Bây giờ gần 1:30 luôn rồi đó, lầy quá lầy luôn. Bye bye, bye bye, see you.